các bạn, hôm nay thì mình mua một cây bánh trứng dạng là sao có hỗ trợ ấy. Mình sẽ thử làm món cacao trứng. Thì đầu tiên mình cần lấy là một lọng đỏ trứng gà. Các bạn lấy làm sao? Mình chỉ lấy mỗi lọng đỏ thôi. Thử một trái thêm, sẽ cho một ít đường. Trứng gà này thì nhà ông bà mình trồng nên khá là yên tâm. Sẽ thử xem bạn nên dùng trứng gà ta được nuôi không? Bình thường nhất càng tốt. Kế hoạch đã tan vỡ. Vậy mà không xài được với cái lọ đó rồi. Vậy là mình sẽ phải bỏ ra một cái ô to hơn đợi xíu để mình đi kiếm nhé. Xong món hồi thì mình đã phải dùng đến 3 quả trứng. Để thử xem là đúng trứng là cũng như lời đồn. Nhưng mà khả năng là nó sẽ phải cần rất là nhiều trứng để... Cái này mới đánh đúng được công dụng của nó. Mình sẽ cho bạn nhìn rõ hơn đấy. Cái trứng của mình vẫn là hơi ít. Đó nên cơ bản mình để mình xem phòng bao lâu thì đánh trứng được bông nhé.